Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023. Trong bản tin, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đắk Lắk xuất khẩu nông sản đạt 810 triệu đô la Mỹ. Xây dựng kỹ năng sống cho trẻ vào dịp hè. Quá tải ở khoa ung bướu bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống khủng bố. Nga và Qatar thúc đẩy quan hệ song phương là những tin thế giới đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và công tác đóng quân canh phòng của các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Tại các đơn vị gồm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Bô Heng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Rê, đoàn đã kiểm tra hệ thống văn kiện về sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra công tác nắm tình hình, công tác phối hợp hiệp đồng với các lực lượng liên quan, công tác tổ chức, sử dụng, bố trí lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống, kiểm tra thực hành, xử lý một số tình huống, kiểm tra công tác đóng quân, canh phòng, công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Kết luận kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua, nhất là công tác quán triệt và triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh các cấp về công tác sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình và kịp thời xử lý tốt các tình huống trên biên giới, phối hợp bảo đảm an ninh trên địa bàn biên giới, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục giáo dục, quán triệt tinh thần cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Công ty Thủy điện Buôn Cốp phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, lưu lượng nước trung bình về các hồ chứa Buôn Tu Sa, Buôn Cốp, Serebok 3 do Công ty Thủy điện Buôn Cốp quản lý vận hành trong mùa cạn, cao hơn so với những năm trước. Việc vận hành điều tiết xả tràn các hồ chứa được thực hiện theo đúng quy trình và các phương án phối hợp đã được ký kết. Công ty Thủy điện Buôn Cốp đã phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan chức năng, công khai cung cấp thông tin bằng nhiều hình thức để chính quyền người dân các địa phương hạ xu tiện theo dõi. Năm 2023, Công ty Thủy điện Buôn Cốp cam kết vận hành điều tiết các hồ chứa, bảo đảm nhu cầu của hạ du theo yêu cầu quy trình vận hành liên hồ và mùa cạn. Trong mùa lũ, đơn vị tổ chức vận hành bảo đảm an toàn công trình, tuân thủ các yêu cầu vận hành liên hồ, góp phần giảm lũ cho hạ du và bảo đảm phát điện hiệu quả. Thời gian tới, công ty sẽ tổ chức quản lý vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn, tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, lắp đặt đầy đủ thiết bị quan trắc, giám sát vận hành xả nước các hồ chứa. Thường xuyên theo dõi cảnh báo thời tiết để chủ động ứng phó với các diễn biến tình huống bất thường do thiên tai gây ra và có phương án để khắc phục kịp thời. Thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền phòng chống thiên tai cho cộng đồng dân cư khu vực hạ du, nâng cao nhận thức người dân về đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 16 chỉ tiêu của nghị quyết với 54 chỉ tiêu thành phần, có 31 chỉ tiêu thành phần cơ bản đạt và vượt. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 12,16%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 ước đạt 67.978 tỷ đồng, tăng 52,08% so với năm 2020. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2023 đạt trên 65.000 tỷ đồng, bằng 52,07% kế hoạch. Tình hình quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp trên 550 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn đảng bộ thành phố lên 15.391 đảng viên. Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2023 tới nay, toàn tỉnh xuất khẩu được trên 810 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 50,6% kế hoạch năm. Theo đó, mặt hàng nông sản của Đắk Lắk xuất khẩu mang lại nguồn ngoại tệ lớn vẫn là cà phê, tiếp đến là điều, hồ tiêu, cao su, gỗ gia dụng và các loại trái cây.
Cụ thể, 6 tháng qua, Đắk Lắk xuất khẩu được 228.000 tấn cà phê thu khoảng 485 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 12.000 tỷ đồng. Điều với 2.500 tỷ đồng, hồ tiêu khoảng 1.800 tỷ đồng, còn lại là cao su, các sản phẩm đồ gỗ và các mặt hàng trái cây, gạo, mắc ca, vân vân. Để duy trì được đà tăng trưởng dương cũng như đảm bảo việc xuất khẩu nông sản của Đắk Lắk đạt 1 tỷ 610 triệu đô la Mỹ, khoảng 38.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2023, ngành công thương đang tích cực triển khai nhiều nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Chương trình Tiếp sức mùa thi 2023 sẽ được các cấp bộ đoàn trong tỉnh Đắk Lắk triển khai với nhiều hoạt động nhằm tiếp tục hướng đến mục tiêu an toàn, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình tuyển sinh năm nay. Theo đó, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai đồng loạt tại các điểm thi cao điểm diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2023. Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các đội hình tình nguyện sẽ hỗ trợ thí sinh nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ dùng phục vụ thi, giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi, thực hiện các hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà, đặc biệt là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ăn nghỉ, đưa đón thí sinh. Ngoài ra, trước và trong kỳ thi năm nay, tỉnh đoàn tổ chức đội hình tình nguyện số Tiếp sức mùa thi để tư vấn giải đáp các thắc mắc của thí sinh và người nhà thí sinh, hướng dẫn thí sinh đăng ký nhận hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các hoạt động hỗ trợ sau kỳ thi cũng được đẩy mạnh với các hoạt động ngày hội tân sinh viên, trao tặng học bổng Tiếp sức đến trường, học bổng nghị lực mùa thi. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây vào mỗi dịp hè, các bậc phụ huynh đã quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng sống và phát huy năng khiếu của trẻ. Các chương trình kỹ năng sống ngày càng thu hút nhiều lượt phụ huynh đăng ký với mong muốn trẻ có những trải nghiệm mới ngoài trường học, giúp trẻ tự tin phát triển toàn diện. Lần đầu tiên được tận tay chạm vào những chiếc xe cứu hỏa, xe thang chỉ thấy trên TV, em nào cũng hào hứng háo hức. Các em còn được trực tiếp trải nghiệm dập tắt đám cháy, đi xe thang, thoát hiểm bằng dây hạ chậm, cầm vòi phun nước, cách thoát hiểm khi có khói khí độc tại chương trình Một ngày làm chiến sĩ chữa cháy. Từ sáng tới giờ thì em đã học được những cách thoát ra khỏi hỏa hoạn và học được rất là nhiều điều thú vị. Hôm nay là lần đầu tiên con được cầm vòi xịt để chữa cháy. Con cảm thấy rất thích và rất vui, con rất yêu thích công việc của chú lính cứu hỏa. Mỗi trải nghiệm đều mới mẻ đối với các em, đặc biệt là những em vừa trải qua độ tuổi mẫu giáo. Sau những chương trình, các em được học thêm nhiều kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy, xử lý và thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra, hình thành phản xạ tự nhiên khi bị rơi vào tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, các em còn có thêm kỹ năng làm việc nhóm, quan sát, ý thức kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Qua cái hoạt động trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ chữa cháy, thì tất cả các em học sinh, các bạn nhỏ thì sẽ được trải nghiệm qua các cái hoạt động của một người chiến sĩ chữa cháy. Thì ngoài ra đây cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích cho các bé ở trong các cái dịp hè. Thời gian nghỉ hè là cơ hội tốt để giáo dục toàn diện cho trẻ, đặc biệt là kỹ năng sống. Hè năm nay có khá nhiều khóa học, chương trình về kỹ năng được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau như tìm hiểu thiên nhiên, học kỳ quân đội, học kỳ hải quân, trại hè tiếng Anh, trải nghiệm làm nông dân, trải nghiệm làm chiến sĩ cứu hỏa, vân vân. Được đông đảo phụ huynh đăng ký cho con em tham gia. Gia đình tôi có hai cháu tham gia chương trình trải nghiệm thực tế một ngày làm lính cứu hỏa ở đây. Thì mong muốn của gia đình là có một cái sân chơi rất là bổ ích cho các cháu. Với thứ hai là cho các cháu được trải nghiệm, được tiếp cận và được tiếp thu những kiến thức thực tế để trang bị cho các cháu cái ứng phó cũng như là những hiểu biết từ khi trong cuộc sống. Thì trong chương trình này thì tôi thấy là rất là hữu ích để các cháu được trải nghiệm. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh nên tìm hiểu kỹ về nội dung, mục tiêu chương trình học, chất lượng giáo viên giảng dạy ở những trung tâm uy tín, không nên chỉ dựa vào những quảng cáo trên mạng internet, tờ rơi quảng cáo. Có như vậy mới đảm bảo nguồn kinh phí bỏ ra phù hợp với các lớp học theo nhu cầu, sở thích, trình độ, lứa tuổi của trẻ, giúp trẻ thật sự có được những trải nghiệm bổ ích để ngày hè thêm ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm đứng đầu về tỷ lệ tử vong và ngày càng có những diễn biến phức tạp. Hiện nay cũng như nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư ở Việt Nam ngày càng tăng. Điều đáng lo ngại nữa đó là nếu ung thư không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến di căn và cơ hội kéo dài sự sống rất ít,
Phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Mỗi ngày khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận thêm 30 bệnh nhân, chủ yếu là bệnh nhân ung thư phổi, ung thư gan, ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Ở thời điểm này, khoa đang rơi vào tình trạng quá tải với 170 bệnh nhân được điều trị tại đây, tăng khoảng 30% so với những ngày trước đó. Kiểm tra thì cũng đi các nơi cứ thấy khó thở, ho, ra máu nữa cơ. Thế là đi các những cái bệnh viện ở quanh thì người ta cũng chỉ bởi viêm phổi thôi. Về uống thuốc đủ các cỡ rồi, uống đi cả tháng này, chả được. Thế là đến lúc mà khi đi lên viện trên tuyến trên này thì người ta mới phát hiện ra là ca. Bệnh nhân đông, các y bác sĩ làm việc xuyên trưa và không có ngày nghỉ. Với lượng bệnh nhân như hiện nay, khoa ung bướu đang thiếu 8 bác sĩ và khoảng 20 điều dưỡng. Tình hình nhân lực thì cũng thiếu rất là lâu rồi và cũng chưa có cái đội ngũ kế cận bổ sung. Nên là thường xuyên là rơi trong tình huống quá tải. Cái mặt bệnh nó cũng rất là đa dạng, ngành ung thư cũng là một cái ngành nó có nhiều chuyên ngành lẻ ở dưới nữa, cho nên là ngoài cái câu chuyện mà mình phải trực tiếp điều trị cho bệnh nhân thì mình cũng cần phải có thời gian để cập nhật các vấn đề về mặt học thuật, thì nó rất là nhiều gánh nặng, không chỉ là thời gian mình tiếp xúc với bệnh nhân mà còn là về vấn đề về học tập nâng cao năng lực nữa, nó ngốn rất là nhiều thời gian. Do đó là tụi mình phải dành rất nhiều thời giờ ở bệnh viện. Đó, làm thêm ngoài giờ rất là nhiều. Nguyên nhân khiến bệnh lý ung thư ngày càng tăng là do nhiều yếu tố, trong đó có việc chẩn đoán bệnh ngày càng hiện đại nên phát hiện bệnh sớm. Cùng với các yếu tố về di truyền thì bệnh ung thư còn xuất phát từ nguyên nhân bên ngoài. Bằng nghiên cứu dịch tễ học, các nhà khoa học đã xác nhận 80% trường hợp ung thư có tác nhân từ môi trường sống, trong đó 35% liên quan đến chế độ ăn uống gây ra nhiều loại ung thư đường tiêu hóa, và 30% là do thuốc lá gây nên ung thư phổi và đường hô hấp trên. Thì có cái cục cái làn sốt cái là coi như là đi chụp siêu âm. Siêu âm là bác sĩ cũng nói là dưới huyện là nói là giờ là bị u vú. Là cô mới lên bệnh viện y dược á là khám là kêu bị mổ gấp. Thì coi như là cái là cô mổ bên bệnh viện y dược á. Thì chờ bảo hiểm xong rồi mới qua bệnh viện vùng đây là vô thuốc. Là bữa nay là tính ra là hơn 8 tháng rồi. Cũng không có đi khám định kỳ định đồ như người ta. Nó thiệt ra đứa, nhà thì khổ quá, coi như là khi nào cũng đau là đi khám thôi. Khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thành lập vào giữa năm 2012 với đội ngũ y bác sĩ đã được tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các bệnh viện đầu ngành đã góp phần không nhỏ vào việc phát hiện và điều trị ung thư sớm. Hiện nay ngoài việc điều trị cho người dân tỉnh Đắk Lắk, khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên còn điều trị cho bệnh nhân đến từ các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Nhiều kỹ thuật mới cũng đã được đơn vị triển khai nhằm giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân và giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.